Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Em tiếp tục lên ở đây cho các anh là hai đôi loa mini của Victor và của Kenwood để các bác về các bác ghép với các cái cục công suất mini ở nhà các bác nghe nhạc nhé. Đấy, bên này là một đôi của Victor, nó 3 đường tiếng, và bên này một đôi của Kenwood, nó 2 đường tiếng các anh nhé. Hàng về thì đều còn rất là đẹp, đấy, các anh có thể nhìn thấy ở đây. Đấy. Đầy đủ cái căng nhé, này, hai đôi đều đủ cái căng hết này. Đây này căng của đôi Victor này. Đây là căng đôi Victor này. Đấy. Đấy, và đây là ngoại hình của đôi Victor này. Hàng về đẹp xuất sắc luôn. Anh nhìn được không ạ? Công suất của con loa Victor này là đi 35W, trở kháng 4 ohm. Đấy. Đây. Anh nhìn xem. Loa góc cạnh còn đẹp. Và màu cũng rất là đẹp, màu phần gỗ rất đẹp như này. Đấy. Thấy chưa? Mặt bụi cũng rất là đẹp nhé, không có các cái vết xước sát gì nhiều. Nói thẳng ra là không có luôn đấy, nhưng mà không có vết, không gần như là không có luôn đấy, không thấy cái vết xước sát nào trên mặt này luôn. Đấy. Nó nhìn màu nhôm phạm nhôm rất là đẹp, các bạn nhìn nào, bóng và đẹp đúng không? Rất là đẹp. Với kích thước của cái đôi loa này nó như sau. Đấy. Đôi này nó có kích thước chiều ngang là 15, sâu là đi 19 và cao là đi 26,5 cm. Đường kính nó nếu đo hết viền bên ngoài của nó theo cái thông số của hãng sẽ là 12. Còn đo theo cái kiểu người Việt Nam mình nhiều bác hay đo nó là 9,5 nhé, tức là đo theo cái gân bên trong này. Đấy. Được chưa? Thì con Victor này đấy, thì là đồng loa 3 đường tiếng với một bát một chung một tép nhá. Đấy. Chung giấy chép Thạch Anh, bát là màng màng PVC bóng ống màu bạc cân cao su. Đấy. Và con này thì là nó nghe nhạc nó sẽ tách bạch hơn cái loa bên cạnh, đây là loa 2 đường tiếng nhá. Tách bạch hơn một chút. Đấy. Và cái con này thì là nó có giá là đi 750. Để anh nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Victor cái này nó có mã là con gì nhỉ? Z11 thì phải. SBUXZ11WMD nhé. SBUXZ11WMD. Này. Được chưa? Thì con này là có giá là 750 này. Còn con bên cạnh đây là một cái con loa của Kenwood. Đấy. Nó có mã là SH5 thì phải. Đấy. Những cái dòng SH thì nó sẽ là SH và SE là nó hay có cái kiểu màng như này, màng màu xanh xanh như này. Rất là đẹp. Đấy. Cái màng xanh này là một cái màu đặc trưng của loa Kenwood. Đấy. Em thấy là chỉ có dòng Kenwood nó về nó hay có cái kiểu dạng màng màu xanh như này. Đấy, nhưng là màu nó cũng rất là đẹp và độc. Đấy. Đấy. Đấy nhá, loa màng PVC màu xanh. Đấy. Gân cao su mềm. Đấy. Chép đom nhá, chép đom. Đấy. Chép đom nón lụa các bạn nhìn này, nón lụa nhá. Loa về cũng có đủ căng hết này. Đủ căng hết nhá. Căng hết. Đấy và đây. Các cái góc cạnh của loa nó còn đẹp này. Góc cạnh của nó còn đẹp luôn. Được chưa? Nó còn đẹp, không có các cái vết xước sát gì nhiều. Đấy. Cái nhìn này, đây cái loa bên S nó con là switch to cũng thế nhá. Đấy. À đây con này thì có mã SE5 đây. Kenwood SE5 này. Công suất của nó là 30W trở kháng là 6 ohm nhá. 30W trở kháng 6 ohm. Đấy. Được chưa? 30W trở kháng 6 ohm. Đấy. Kích thước của loa như sau này. Kích thước của loa như sau này. Kích thước của nó như sau nhé. Này. Con này có chiều ngang là 14. Này. Sâu là đi 22. Cao là đi 24 cm. Này, đường kính nó bắt được đó, bên ngoài của nó là 13. Đó thêm lòng bên trong của nó là đi 9 cm. Được chưa? Đấy nhá. Đấy. Thì con loa này nó có giá là đi 630.000. Đấy, 630.000 đôi loa này. Còn đôi loa bên này thì có giá là 750.000. Các anh lấy đôi loa nào trong hai đôi loa này thì hãy liên hệ cho bên em nhé.
Đấy, tùy theo nhu cầu các bác thấy như nào thì các bác chọn theo thôi. Thì các bác hãy 750.000 đôi loa bên này và bên này là 630.000 nhá. Đấy. Xem nào. Đấy thì đấy là hai đôi loa. À em sẽ test luôn cho các bác nghe thử luôn hai đôi loa nhé để cho các bác thấy là nó vẫn còn sống nhé. Cũng nhiều bác lại cứ hỏi là nó sống hay không. Đấy tất cả những cái loa này em đã quay lên đây em đều đã test rồi và nó sống hết nhá. Ok này. Em sẽ test từng đôi loa một cho các bác. Đây. Đây là đôi UX Z11 nha. Đây, từ cái đầu Z11 này. Đẹp quá các bạn ạ. Phải nói rằng là con này là ánh đèn nó chiếu vào nhìn đẹp long lanh luôn. Vẫn chờ một câu nói mà rồi biết đi không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tiền trong mong thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm buồn. Đấy đôi Victor đấy nhá. Bây giờ em sẽ test sang đôi đôi Kenwood nhá. Vâng. Đây nhá. À, thì đôi này là đôi S E7. Đấy đèn 5 này. Đấy. Em đã kết nối đôi S7 đấy nhá. Lòng mà cái giải tép thì nó sẽ không bằng con này được vì con này nó hay nó nhiều loa hơn để tép nó sáng hơn một chút. Đấy. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn một lần vào thu là lần bằng giá. Thì đấy là hai đôi loa nó đều đang sống bình thường luôn. Đấy. Thì anh nào lấy đôi loa nào thì liên hệ cho bên em nhá. Đấy. Đôi Victor UXZ11 này nó sẽ giá là đi 750, có đôi này là 630, đôi Kenwood SM5 là 630 nhá. Vâng em xin chào các anh. À thông tin chi tiết hãy liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 cho em nhé. Em xin chào các anh ạ. Vâng.